Sau đây là video hướng dẫn cách cài đặt sử dụng dòng máy Epson L3110 của hãng Epson nha. Dòng máy đời mới của hãng Epson L3110 nha. Dòng máy Epson L3110. Này nó có thứ tự màu này, chúng ta phải bơm mực rồi sau chúng ta khui ra, chúng ta bơm mực màu đen, màu vàng, màu đỏ và màu xanh đó. Chúng ta mở cái nút này ra. Rồi chúng ta bơm lần lượt thứ tự nha. Nó sẽ như thế này nha. Nó sẽ đóng lại như thế này đó, chúng ta phải mở nắp này ra. Rồi chúng ta mở nắp đen này, đen vàng này, em đó này và xanh này. Nó chúng ta nhìn thấy cái lượng mực ở đây, chúng ta bơm vào á, chúng ta thấy cái lượng mực nó đầy trên này là được nha. Bơm vào lượng mực nó đầy trên đây, nó đầy trên đây là được. Khi hết rồi nó xuống đây chúng ta rồi, chúng ta mở ra. Rồi sao? Chúng ta muốn bơm mực thì chúng ta ra, chúng ta mở nắp này ra xong chúng ta bơm vào lỗ, đút cho mực vô lỗ này nha. Rồi chúng ta mở ra, lần lượt theo tự nha. Rồi. Đây xong chúng ta đại lại. Bên xong chúng ta đại lại nha, rồi đại lại. Rồi. Đó. Chúng ta mở nguồn lên, đây là nút mở nguồn nha. Đây là nút copy trắng đen, đây là nút copy màu, đây là nút stop nha. Đây là nút báo lỗi nha. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn. Đây là cái khay đẩy giấy này, khay kéo giấy nè. Đây là khay đửa giấy nha. Khay đửa giấy ta kéo ra. Đây là cái khay bỏ giấy nè. Nó bỏ giấy khay trên nha, nên nó kéo tất cả loại giấy dài được nha. Giấy dài bao nhiêu nó kéo được đây, khay bỏ giấy đây. Còn đây là cái mặt scan của nó, mặt copy và mặt scan nè, mặt scan của nó nè. Đấy. Copy scan, tí nữa sẽ hướng dẫn cho mọi người cách copy luôn nha. Copy và cách scan luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ sau khi chúng ta bơm mực đầy vô theo thứ tự á. Bơm mực đầy vô đúng không? Chúng ta bắt đầu mở nguồn lên. Đây là dây nguồn của nó nha, chúng ta cắm dây nguồn đây. Rồi dây main này. Dây main này chúng ta cắm vào. Này cái lỗ main này. Rồi chúng ta cắm vào. Rồi bây giờ chúng ta lên mạng chúng ta bắt đầu thải driver cho nó nha. Mọi người muốn tải driver của nó thì có đường link bên dưới làm sẵn cho mọi người. Mọi người tích vô đường link đó là được nha. Tích vô cái đường link đó thôi. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ lên mạng cái lái rồi tôi sẽ từ đầu lại cho mọi người. Còn mọi người nhớ vô trong YouTube á, rồi dưới đường link á, mọi người bấm vô. Trên dưới bên dưới có nha. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người bấm đăng ký kênh giùm với. Thì tại làm những video này cho mọi người dễ sử dụng. Rồi bây giờ nó tải ra đây mọi người. Rồi giờ tất cả nó tải. Driver. Chúng ta bấm driver Epson L3110 nha. Rồi.